Mình ơi! Dạ! Mang cho tôi con dao! Khổ quá! Chờ một tí! Em ra ngay đây! Này! Để! Ai cho phép mày bày hàng thịt mày bán ở đây? Đây là cổng nhà tao nhá. À, cổng nhà mày thì mày được bán ở đây à? Tao thích đứng ở đây đấy. À, thế mày có biết đây là cái gì không? Đây là cái gì? Đây là cái đường nhá. Thì làm sao? Cái đường là để cho đi lại nhá. Ờ. Chứ không phải để cho mày bán hàng nhá. Nhưng đây là cổng nhà tao nhá. Tao thích đứng đây đấy. Thế mày có biết rằng nhá, chỉ một lát nữa thôi không? Là quan huyện sẽ đi qua đây không? À, thì làm sao? Ô, thằng này khẩu khí hay nhỉ? Ừ. Thái độ mày lồi lõm nhỉ? Ừ. Thế mày không biết tao là ai à? Tao chả cần biết mày là ai cả. Thế mày là ai? Tao là tao. À, khá quá. Khẩu khí càng ngày càng khá. Chứng tỏ mày là con ông cháu cha phải không? Tao đích thị là con ông cháu cha. Này, tao nói cho mày biết nhá. Làm sao? Càng con ông cháu cha ấy, tao càng trị nặng. Mày trị hộ cái, mày trị cái gì? Thế mày không biết là tí nữa quan huyện đi qua đây à? Thì làm sao? Tức là mày chưa nhìn thấy quan huyện, mày chưa sợ đúng không? Này, đến thấy quan tài tao còn chả đổ lệ nữa là quan huyện nhá. Cái thằng này. Nè. À thôi được rồi. Biết tao hỏi mày một lần nữa nhá. Tao nhắc lại cho mày một lần để mày rõ nhá. Ừ. Là mày có dọn không? Mày lại điếc à? Tao lại nhắc lại cho mày một lần nữa nhá. Là mày có dọn không? Nếu mày không dọn nhá, tao bế luôn ấy. Ôi dồi ôi, sợ thế. Ôi dồi ôi, sợ quá. Mày bế hộ tao cái. À, khẩu khí thách thức nhỉ. À. Được rồi. Tao nhắc lại lần cuối cùng nhá. Thôi, mày không phải nhắc. Mày thích bế, mày bế đi. Mà bây giờ mày bế đâu? Tao bế về quan huyện nhá. Mày bế về quan huyện? Chứ còn gì? Sợ rồi đúng không? Đâu? Tao bế hộ mày. Này, không cần. Việc nhỏ này tao làm được. Mày đừng thách nhà giàu húp tương. Ừ. Thách quan là việc chính nghĩa nhá. Ừ. Bế nhanh đi nhá, kẻo thiêu thịt. Đấy, từ từ. Một con gà. Ừ. Ôi, tao bế nốt gà. Ừ. Làm tất ăn cả. Chứ còn gì? Mày có định xin không? Hả? Tao nghĩ lại rồi. À. Thôi, tao chả xin đâu. Đi đi. À, đi mày đi. Khá lắm. Ừ, đi. Ừ. Đi nhanh khéo thiêu thịt. Tiếp. Ô, tao chết rồi. Cái mẹt thịt của tao đâu? Mẹt thịt của ông sao ông hỏi tôi? Trước cửa nhà mày bây giờ không thấy thì chả hỏi mày thì hỏi ai? À, trước cửa nhà tôi. Ờ à, đấy, ông thừa biết đây là trước cửa nhà tôi. À. Mà đấy là thịt của ông bảo là ông thích bày đâu ông bày. Thế bị ông mất theo, đấy là việc của ông. Này, đừng có vớ vẩn nhá. Làm sao? Nhá, khôn hồn nhá. Vào nhà bê giả mẹt thịt lên cho tao nhá. Thèm ăn thì bảo tao cắt cho một miếng. Không làm cho mèo ấy. Này, đây nói cho mày biết nhá. Nhà thằng này có nghèo ấy. Thì nó nghèo cho sạch, rách cho thơm nhá. Ừ. Không bao giờ thèm ăn cái loại thịt như thiêu ôi của ông nhá. Ừ. Này, thiêu hay thối thì mặc xác tao nhá. Bê giả tao. Bê giả? Này, lên quan huyện mà lấy nhá. Sao lên quan?
đây là cái cửa nhà tôi. À. Còn đây cũng là cái cổng nhà tôi. Ừ. Cái lối đi lại của nhà tôi. Ừ. Nhá, của bà con hàng xóm láng giềng. À, thế sao? Thế mà bao nhiêu năm nay, ngày nào ông cũng án ngữ, ông bày mấy cái mẹt thịt, nó chiếm hết cả cái cổng nhà tôi. Nhá. Thế mà tôi vẫn chịu được. Nhưng mà tôi chịu được, nhưng quan huyện người ta không chịu được. Nhá. Người ta thấy ngứa mắt, người ta bê đi rồi. Quan huyện bê? Ờ. À. Có đúng không? Rồi, chạy nhanh còn kịp. Thế à? Quan huyện bê? Tôi chết rồi. Quan huyện ơi, quan huyện ơi, quan huyện ơi. Đáng đời. Liệu có một chữ tình. Ai ơi, cái gì này? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Bé cái mồm nó chúng vào, cho chúng vào. Ôi trời. Này nha. Ê, chú đi qua đây. Vô tình con mèo nó nhảy qua đây. Chú vô vào con mèo nó trượt khỏi tay chú, nó nhảy ra ngoài. Thế là chú vô vào cái xào thịt, nó rơi xuống đất. Chú nhặt lên, không sao đâu nhá. Mà này, bé mồm, đừng có nói với chủ nhà là chú làm rơi thịt nhá. Rồi chú cho mày một hàng ăn kẹo nhá. Đây. Bé mồm, có tiền đâu này. Ừ, sai quá. Này, bí mật nhá. Vâng. Không được nói với ai nhá. Vâng. Đi ăn kẹo nhá. Vâng. Không được nói với ai. Bí mật. Ui mẹ ơi. Cái thằng này. Mẹ ơi. Này. Mẹ đây. Ai làm đổ hết thịt cho tôi này. Con ai. Cái này. Ôi giời ơi, sao chú ấy làm đổ hết thịt cho tôi thế kia. Chị hết sức bình tĩnh. Chuyện là như thế này. Tôi không biết có cái sạp thịt ở đây, nhưng mà có con chó nó nhảy qua đây. Thế là tôi đuổi nó, thế là vô tình là động vào hai cái sạp thịt, nó đổ xuống đất. Nhưng mà chị yên tâm là tôi đã nhặt lên và phủi sạch sẽ rồi, không vấn đề gì đâu. Nhá chị nhá, chị thông cảm, cũng chỉ vì con chó thôi. Ê, có phải không cháu? Hả? Không ạ. À? Tao vừa cho mày một áo thôi. Đổ bao nhiêu con? Đổ cả sạp hết này luôn. Thế thì mua cả sạp. Mua hết, rơi miếng nào, mua miếng đấy. Rơi miếng nào mua miếng đấy, nhưng mà chị thông cảm là tôi không có tiền. Không có tiền thì phải bồi thường. Chứ rơi như thế này nhà tôi ăn làm sao được. Ôi trời, chị ơi, chị thông cảm. Cả nhà cả cửa của tôi chỉ còn có hai hào thôi. Tôi không mua hết được. Thì thôi, coi như là tôi đền bù cho chị cái tiền là thịt nó rơi xuống đất. Thì nhờ chị là rửa cho nó hết đất cát đi rồi bán lại. Thôi chị thông cảm, chị giúp tôi chị nhá. Chị được thông rồi. Vâng, cảm ơn Mình chị. Mình ơi! Cái gì làm sao? Có cái việc gì? Có việc gì xảy ra đây hả? Có việc gì? Hả? Ừ. Đứa nào? Đứa nào đủ cái gì? Anh ơi! Mình! Cái chú này này! Vâng! Chú ấy kể là nãy có con chó! À. Nó nhảy qua đây! Thế là chú ấy vồ! Rơi hết cả hai sạp thịt xuống dưới đất! Ôi trời! Ôi! Bẩn hết cả thịt! Thằng này mày nghĩ gì hả? Mình! Tuần trước! Mình vừa mới chém một người, chỉ cần đi qua thôi, hỏi chưa cả mua, mình đã chém mấy phát rồi. Mình bình tĩnh. Không thể bình tĩnh được. Em xin mình. Bỏ tay ra nhá, cả một cái sạp thịt người ta nó như thế này, mày có biết không hả? Hả? Những cái con lợn này ta vừa mổ ở lò nó còn nóng hôi hổi, nó sạch sẽ như thế này mà bây giờ mày làm đổ xuống hết. Thế thì ai ăn ai mua hả? Cái thằng kia, mày muốn chết không hả? Anh ơi. Cái gì? Hả? Anh cho em nói một câu thôi. Mày nói nhanh đi, không tao chém cho mày bây giờ chứ đi. Vâng, em nói nhanh. Tất cả là vì con chó nhảy qua đây, chứ em không có ý xem thịt. Tao không cần biết chó má cái gì cả, tao chỉ cần biết là bây giờ mày đổ hết cả thịt xuống dưới đất rồi. Bẩn như thế này thì ai ăn ai mua nữa hả? Tao nói cho mày biết nhá, thứ nhất là mày xúc phạm con lợn nhá, thứ hai là mày xúc phạm người ăn. Bây giờ mày muốn chết không hả? Điền đâu? Anh ơi, cho em nói một câu nữa thôi. Mày nói nhanh đi, tao điền lắm rồi. Anh bảo sao chú? Nói đây. Ngắn gọn như thế ạ. Cho là đổ thịt rồi. Ừ. Anh cho em đền bù xứng đáng ạ. Mày đền bù như thế nào?
em còn có một hào. Cái gì? Hôm nay ông phải chém mày. Thôi thôi, lắm rồi. Chú tôi bảo này, nhá. Thôi thì bây giờ trong túi chú có bao nhiêu thì chú đưa hết cho chồng tôi đi. Không thì anh ấy điên lên là anh ấy chém đấy. Ôi giời, thật đấy. Chị thông cảm. Hôm nay đi bán gà cũng được có mấy đồng, thì đưa hết cho chị rồi. Chị bảo anh. Rồi nhá, thế để tôi bảo chồng tôi. Chị bảo anh. Chị bảo anh. Mày đi lại có chị bảo. Minh lấy được tiền rồi. Đây. Này, cái thằng này là thằng thứ hai trong ngày đấy. Tao bắt được quả tang nhá. Cả nhà chúng mày kéo nhau ra đây để hôi thịt đấy bảo. Mà tao nói luôn nhá, thịt tao vừa mới thịt xong, nóng hôi hổi nhá, đau hôi đâu mà định hôi. Quá trời bác gì. Bác bán thịt bác nóng tính quá. Bác là bác trách nhầm vợ chồng em rồi. Nhầm thế nào? Là thưa bác là như thế này. Bác thừa biết tính em rồi đấy. Đấy, đây là cổng nhà em này, lối đi nhà em. Thế mà bao nhiêu năm nay bác bày cái sạp thịt ở đây, vợ chồng em có dám ý kiến gì đâu ạ. Đúng không ạ? Tuổi gì mà ý kiến? À dạ vâng, em biết em chả cái tuổi gì cả. Thế nhưng mà bác ạ, em không ý kiến nhưng mà trong làng này em sợ là nhiều thằng là coi như là. Này, tôi cứ bày ra đây nhá, xem cái thằng nào nhá, thằng nào dám đụng vào đây. Dạ, thằng em, nào dạ không có thằng nào dám động vào ạ. Thế nhưng mà có cái thằng chó. Thằng chó đó là thằng nào? Không cậu nói luôn. Không ý em là như này bác. Biết không? Có cái con chó đực và chó cái. Rồi hai con nó đuổi nhau rất là vui vẻ nhá, nó đuổi vòng quanh cái sạp thịt này. Thế là trong cái lúc mà chúng nó đang vui vẻ, trong cái lúc mà cao trào đang vui vẻ, tự nhiên cái con chó đực nó rít lên một cái. Thế là úi dồi ôi, thế là động hết cả cái bàn thịt này, nó rơi hết cả xuống dưới đất bác ạ. Thịt coi như là vãi hết cả ra đất. Con chó cái thì nó sợ quá nó chạy mất hút, còn cái con chó đực ấy thì nó ở lại nó khóc thút thít. Em điên quá em cầm cái chổi em phết cho một cái, thế nó chạy đi rồi. Thế xong em phải hô hào em gọi vợ gọi con em ra, cả nhà em coi như là cùng coi như là sắn tay sắn áo như nhặt những cái miếng thịt bẩn lên lau sạch rửa sạch rồi bày lên cái sạp này cho bác đấy. Có đúng thế không? Thế rồi em nói điều bác làm cái gì? Có đúng không? Đúng. Đấy. Vậy thì thôi. Thế, cảm ơn gia đình nhà cậu nhá. Dạ không có gì ạ. Thôi thế này. Nhân tiện cả nhà thì cậu đã ra đây vất vả với cái sạp thịt của tôi. Dạ. Nhá. Tôi sẽ biếu gia đình một miếng. À dạ vâng ạ. Thôi để bác bắt chân cái miếng này được. Thế đây, làm cả miếng này đi. Đây, bác cho lá chuối cho mình. Đây. Đấy. Nào cái thằng này cầm đấy. Về nhà ăn vui vẻ nhá. Xin bác chưa? Xin bác. Bác kiếm mình. Dạ. Em cảm ơn bác ạ. Thôi. Hai mẹ con vào đi. Thôi. Nói thật với bác. Em là vì cái tình làng nghĩa xóm. Em là vì em quý bác. Chứ nói thật với bác là em có phải làm vì cái miếng thịt đấy đâu. Đúng rồi. Dạ. Chú phải nên nhớ riêng tôi nhá. Dạ. Không có biết ngại gì hết. À, dạ vâng. Nhưng ai tốt với tôi là tôi rất là lịch sự. Dạ vâng. Thế nên về ăn thịt. Dạ vâng. Em xin bác nhá. Chúc cả nhà ngon miệng. Dạ vâng. Em cảm ơn bác ạ. Dạ, em lại nhà. Biết điều ấy. Ngoan này cái gì cũng có. Huệ ơi anh Khuôn. Khiếp, em đọc cái tên là méo hết cả mồm đó. Em biết là người ta gọi rồi lại còn ngoảnh đít đi. Đâu, người ta đang đi tìm nữa còn gì nữa. Này Huệ, nhìn xem cành đào đẹp không. Anh Khua lấy ở đâu ra cành đào này đấy? Tôi phải chọn mấy vườn mới được cành đào đẹp như thế này, rồi tôi cắt trộm mang về đây. Ôi trời, lại ăn trộm á? Người ta mà biết ấy, người ta cho vào tù một công đấy. Đùa Huệ tí thôi, chứ ai lại đi chặt trộm đào về biếu nhạc phụ. Tôi phải chọn bao nhiêu vườn rồi tôi xin người ta đấy. Xin đấy. À? Ừ, đẹp không? Cành này mà chơi tết thì tuyệt vời luôn nhỉ. Này, thầy có nhà không? Dạo này cuối năm thầy nhiều việc, thầy đi lên tỉnh mấy hôm mới về được cơ. Ồ, thế thầy đi lên tỉnh mấy ngày mới về cơ à? Tôi đang định biếu thầy cành đào rồi hỏi xin cưới Huệ luôn. Ai cưới? Ai thèm cưới anh Khua? Ai thèm cưới anh Khua?
Thế thôi tôi đi về nhá. Trêu thế. Có. Này Huệ thấy không? Cành đào này đẹp thế này mà cắm ở nhà Huệ, xong rồi là Tết tôi sang xin cưới Huệ thì chỉ có gọi là tuyệt vời thôi nha. Này. Ơi. Thầy đi tỉnh mấy ngày mới về à? Thế cho cầm tay cái. Thôi kìa, ai nhìn thấy thì sao? Làm sao mà phải sợ. Mà trước gì thì, trước gì sau gì thì người ta cũng nhìn thấy mình cầm tay. Đằng nào Huệ chả là vợ tôi. Thế thì ôm luôn nhá. Kiếp, Huệ mạnh dạn thế. Huệ làm thế nhớ ai người ta đi qua người ta nhìn thấy ngại chết đi được. Chứ trước sau thì chả nhìn thấy. Ừ nhỉ. Làm sao mà phải ngượng. Đúng là đằng nào mà người ta chả nhìn thấy. Ôi dồi. Xít thì đâm đầu vào cây. Ôi. Huệ ơi. Huệ có biết tại sao tay lại có 5 ngón mà lại có khoảng cách như thế này không? Tại sao nhỉ? Để nó được đan vào nhau như thế này này, không bao giờ tách rời nhá. Đúng rồi. Mẹ ơi, rời mát đi thế này, mình ra đồng chơi cho mát đi. Đi. À, thế mà sao phải ra đồng? Đi vào trong nhà, thầy có nhà đâu mà sợ. Đi vào trong nhà? Đi. Ô, thôi. Nhỡ đi vào trong nhà, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Sợ lắm. À, bây giờ nhá, anh Khua cầm cành đào vào. Ví dụ có ai nhìn thấy thì em sẽ bảo là anh Khua mang cành đào sang để cắm. Ừ, đúng rồi. Nếu có ai hỏi thì Huệ phải bảo là tôi mang cành đào sang để cắm cành đào nhá. Nhưng mà vào đến nơi tôi đốt gốc đào, xong rồi Huệ xem chỗ nào cắm được thì Huệ chỉ nhá. Ừ, cắm bắt đầu mà chả được. Thầy gì đây? Thầy. Dạ, con chào ông ạ. Thằng Cua con nhà khoáng này. Dạ. Mày đi cắm cây đào này ở đâu hả? Dạ, con cắm ở đâu thì cô chỉ đâu thì con cắm đấy ạ. Này, tao nói cho thằng Cua con nhà khoáng biết nhá, con gái tao nó là Lá Ngọc Cành Vàng. Tao cấm tiệt hai đứa mày thậm thuở với nhau nhá. Dạ, thưa ông, con chỉ sang biếu ông cành đào chơi Tết thôi ạ. Này, tao không lạ gì cái mặt mày nhá. Mà tao nói cho mày biết nhà mày nghèo kiết xác, có môn đăng hậu đối với nhà này không? Dạ, thưa ông, thế nhưng con thương cô thật lòng ạ. Mày thương con gái ta thật lòng chứ gì? Dạ vâng ạ. Thế mày lấy cái gì nuôi con gái ta? Dạ thưa ông, đây ạ. Cái gì? Hai bàn tay mày á? Dạ vâng ạ. Hai bàn tay mày chỉ để bốc cát, bốc đất. Làm sao mà nuôi được con gái ta hả? Thôi, về nói thẳng với thầy mày ấy, nhà mày không môn đăng hộ đối với nhà này đâu. Cái loại nghèo kiết xác mày, cứ lấn la lấn lướt. Còn mày nữa, đi vào. Dạ vâng ạ. À, từ từ. Dạ. Ra đó cành đào. À mà thôi, cứ cầm vào. Vâng. Còn đứng được cho đấy à? Hả? Từ nay trở đi, tao cấm cửa nhá. Mày mà cứ bén mảng đến đây, tao cho chó nó ra nó cắn quẹt ra. Dạ thưa ông, con biết ông cấm cửa cho nên con có dám vào đâu, con chỉ đứng ở sân thôi ạ. Cấm tiệt nhá. Nào khẩn trương lên, mấy cái đứa kia đi nhanh chân lên, nó dảo chân lên nào. Nào nhà ông Phú Hà đâu, ra đón khách quý nào, rể quý nào, ông Phú Hà đâu. Ôi, cái gì? Mối nào? Thế còn mối nào? Khổ quá, đã nói tôi là mai rồi, cứ mối cái gì? Không, thần Phật nó là mai mới mối để khác gì nhau đây. Mà này, tại sao nhà này nó nuôi nhiều chó thế? Khổ quá, nuôi nhiều thế nhưng mà cái chó này nó không cắn. Ai bảo chó không cắn? Đúng rồi, đi này, nhìn này. Đấy, đây này, có cắn đâu. Không, cắn tí nào. Con này lành nhỉ. Ôi, dồi ôi,
Ê, sao phải giật mình chứ, tao bảo nó lành nhưng mà không cắn mà. Thì tại ông sủa, ông giả chó thế nên tôi mới sợ chứ. Mà này. Sao? Vìa. Này, tại sao là vìa? Cái thằng Hạ nó rất coi thường tôi nhá. Ôi, coi thường cái gì mà đã gặp nhau đâu mà coi thường. Đáng lý nó biết tôi đến đây nó phải đèn lồng kết hoa để đón tiếp tôi. Ấy vậy mà nhà nó vắng như chùa bảo anh thế này à? Khổ quá, ông cứ bình tĩnh đi nào. Đáng lẽ ra là còn một canh giờ nữa mới đến. Thế nhưng mà cậu chủ nhà mình cậu cứ sốt sắng. Cậu ấy muốn gặp cô nương sớm nên cậu giục con đi sớm thôi. Cậu chủ nhà nhẹ đấy. Làm sao mà ông cứ giấu tinh giấu mù đi như thế? Thế có nghĩa là cả nhà mình phải chờ canh à? Không phải là canh mà có cả cơm cả thịt nữa. Con nghĩ là cỗ bàn rất là to ấy chứ. Mở mồm là ăn uống chứ. Tôi đang nói là mình đi sớm một canh giờ thì phải ngồi đây chờ à? À không, không phải chờ. Ông cứ ngồi đây để tôi vào tôi sắp xếp. À mà này, tôi dặn đây. Cái gì? Tuy rằng là ông với cả ông Phú Hạ từ trước đến giờ là có hiềm khích, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng mà đến đây là ông phải hết sức bình tĩnh, hiểu không? Ông phải kiềm chế lại, ông phải vì cậu chủ nhà mình. Này, nói cho ông biết nhé, con gái nhà người ta ấy là lá ngọc cành vàng. Thế nên là ông phải hết sức bình tĩnh, ông nhớ chưa? Lá ngọc cành vàng hay là cành vàng lá ngọc thì cũng phải vui vẻ đón tiếp tôi nha. Được rồi, sẽ vui vẻ đón tiếp. Cười đến cái nè, ông phải cười đến cái. Cười. Vì cậu ấy bảo. Ông chờ đi nha. Nào, nhà Phú Hà đâu? Ra đón khách nào. Phú Hà đâu? Ra đón khách nào? Gớm cứ như là cái phường chèo ấy. Ôi trời trời, này. Này, cái mụ mối già này vào nhà người ta cứ quang quát cái mồm cứ như là quạ mổ ấy. Hả? Này, ông bảo ai là mối đấy? Mối gì? Mối già. Mối già, tôi đã nói rồi, tôi là mai nhá chứ không phải là mối nhá. Ôi, mai mối đâu thế bè. Này, mà nói thật nhá, không có cái con mối này ấy, thì làm sao mà có cái chuyện mà cái món nợ kia Tết đến nơi rồi đấy nhá. Rồi nó cứ kéo đàn kéo. Này, việc nhà ai biết việc nhà đấy nhá. Đừng có mà đâm bị thóc chọc bị gạo nhá. Này, thế đừng gọi là mối nữa nhá. Biết rồi. Mà tôi nói cho ông biết nhá, Tết nhất đến nơi rồi nhá. Cũng may ấy, mà nhà cái lão Phú Thượng này nó giàu nhá. Để ông còn lấy cái sính lễ đó mà trả nợ. Chứ không á, nó tôi, kéo tôi, đàn cứ đúng ra đây ông toi. Tôi biết rồi, cái lão Phú Thượng nó bằng tuổi tôi. Nhưng mà tên nó là Phú Thượng, tôi là Phú Hạ. Nhưng lúc nào tôi cũng cưỡi lên đầu nó nhá. Ôi giời ơi. Lên đầu. Dầu. Dầu sao ông trả nợ đi. Sao phải nhờ mai mối này. Bây giờ đang thất cơ lỡ vận. Đời nó có lúc thế này, lúc thế khác thế này. Nhưng mà nhà lão Phú Thượng tôi còn lạ gì. Có cái thằng con này, nó đau đau. Lạ gì. Cái ngữ đấy mà lấy được vợ thì phải tốn nhiều tiền lắm. Này, tôi nói cho ông biết nhá, không vì cái khoản nợ của nhà ông ấy thì làm sao công nương cành vàng lá ngọc nhà mình sánh với nhà đấy nhá. Làm sao mà gả cho nhà đấy? Cứ nói mãi đi, nợ mới trả nần đấy. Thế giờ có cho ra mời không? Thôi được rồi, biết rồi, sốt hết cả ruột mình. Sao mà sốt ruột? Thế lão đâu? Lão đang đứng ngoài cửa. Bảo vệ đi. Sao thế này? Sao lại về? Đã đến giờ đẹp đâu? Khổ quá. Chính vì không đến giờ đẹp nên tôi phải vào trước đây để tôi nói nhá. Đáng lẽ còn một canh giờ nữa mới đến. Thế nhưng mà cái lão này nó đòi sang, mà cái thằng con lão lại càng đòi sang. Thế nên nó phải sang sớm, để mà mang sinh lễ sang sớm. Rồi, cái lão này còn lạ gì cái tính, không biết là lấy vợ về cho con hay lấy cho bố đây. Rồi, cho lão vào đi, cho xong. Cho vào nhá. Mà này, tươi lên một tí nhá. Khi lão ấy vào, mặc dù mình không ưa nhưng phải tươi lên. Ồ, là cái việc tươi hay không là việc của tôi nhá. Cười. Tôi có con gái nhá. Cười lên cho mối xem đã. Cười.
Được rồi. Đâu rồi? Ông Phú Thượng đâu? Quân bay, mang vào. Nào đi vào đi, nhẹ nhàng đặt lễ lên bàn nhá. Nào, tất cả để lễ đấy xong là kính cẩn chào ông rồi đi ra ngoài thật nhanh khẩn trương nhá. Rồi. Nào, bây giờ dạ mời ông với cả cậu dạ mời ông nhà. Dạ rước ông vào ạ. Dạ rước ông với rước cậu vào ạ. Dạ mời ông ạ. Dạ mời cậu ạ. Dạ. Mới. Dạ Mai ạ. Mai này. Dạ. Thế tôi vào đây liệu có phải xứng danh không nhỉ? Thôi. Biết nhau quá rồi. Đấy, làm gì về xưng danh. Dạ, biết nhau quá rồi. Có thế thì mới mở mồm. Thế. Nhà mời ngồi đi nào. Dạ, xin phép hai gia đình cho Mai đây được làm việc à. Ông uống nước đây. Dạ kính thưa quan viên hai họ, dạ kính thưa cái lọ lọc bình, dạ kính thưa gia đình thượng hạ. Dạ, các cụ đã có câu rằng, con kiến mà leo cành đa, đêm nay chú rể sẽ đi ra đi vào. Hay con kiến mà leo cành đào, thì đêm nay chú rể dứt khoát sẽ phải đi vào đi ra. Mà dạ con kiến mà leo cành đào, đêm nay dứt khoát chú rể sẽ phải làm chồng cô dâu. Dạ, mày cứ nói đi tôi không? Dạ nữa đi. Mối già dạo này dạ nhiều quá. Này, mối. Dạ. Lễ thì bày hết cả đây rồi. Dạ vâng ạ. Vào việc thôi. Dạ thưa ông Phú Hạ, dạ đã đến giờ cho chú rể gặp mặt cô dâu ạ. Kẻo chú rể mệt. Kẻo chú rể mệt. Tươi tỉnh đấy con. Chú rể tươi tỉnh lên ạ. Cười tí. Đấy, chú rể cười rất tươi ạ. Dạ. Hãy uống nước đi con. Dạ. Vía. Ok, này, làm sao mà vía? Ô hay nhỉ. Tiền đây, vàng đây. Tiền treo, nhưng mà cháo đâu? Này, thế cháo đâu? Chưa đến tuổi phải ăn cháo. Quá, gọi là cháu đâu. Gớm dạo này còn chơi chữ với nhau. Mặt cái như cái quả bồ quân đi kia. Chơi chữ tiền trao cháo múc. Khoản nợ. Gì? Khoản nợ. Biết rồi. Gọi nó ra. Mối. Từ. Ông uống nước. Dạ, mời ông uống nước ạ. Nước chè nhưng mà nước là thứ 6 rồi đấy. Chứ không được nước 2 đâu. Đấy. Tiếp khách chu đáo nhỉ. Huệ ơi. Ra thầy bảo Huệ ơi. Mày cười như ma làm thế Huệ. Ra đây. Cho nó đỡ bê của cải nhà tôi về nhà nó.
Biết ngay mày. Tôi là gì cái tính ông. Bao nhiêu năm nay tôi biết hết rồi. Này, con tôi nó bị như này là do con ông. Hai đứa nó cưới nhau, nó về nó ở với nhau. Thế là cái sạc đáy nó vỗ rồi đấy. Thế là cái sáng sớm ra nó mở cửa, hai đứa nó đồng thanh, nó cài hoa lên hai cái mang tai này. Thế là ra trước sân nó liệu ông có chịu được không? Nó càng vui cửa vui nhà có gì đâu. Cần thiết tôi mời cả làng đến xem cưới. Cháu hơn thế này mà bác cũng cưới ạ? Đây mới thử một cái là lòi ra ngay, cháy nhà mới ra cái mặt chuột. Đấy mới là con gái của tôi. Thấy không này, thế mới gọi là cao. Cao mới nó mới thế, gọi là thượng là bao giờ nó mở cao chứ đâu nó cũng phải là thấp như ạ. Này con ơi. Dạ. Con về nhà thầy nhá. Ở nhà thầy là có đầy đủ tiền vàng không thiếu nhá. Sơn nào hải vị con tha hồ mà sử dụng, không phải khổ như ở cái nhà này nhá. Thế là hai gia đình đã quyết định rồi ạ. Dạ, mai tôi sẽ xem ngày lành tháng tốt rồi hai gia đình sẽ hoan. Dạ. Dạ, bẩm ông ạ. Cái thằng khua con nhà khoáng này. Mày khoan cái gì? Dạ, bẩm ông, con nghe nói là có ông Phú Thượng mang cậu cả sang cùng sinh lễ để dạm hỏi cô nhà. Thì con cũng có sinh lễ sang để dạm hỏi cô nhà. Mày mà cũng có sinh lễ? Dạ. Dạ bẩm ông, nhà ông Phú Thượng thì có sinh lễ vàng bạc châu báu. Con ấy thì cây nhà lá vườn, con chỉ có lòng thành thôi. Dạ, hôm nay con mang quả mít sang làm sinh lễ ạ. Thằng cua nhà quán này, tao nhớ rồi. Mày sang đây mấy lần rồi? Lần thứ nhất ấy, mày mang quả ổi. Dạ. Lần thứ hai, mày lại mang cho tao quả bưởi. Dạ. Lần thứ ba, mày mang cho tao quả mít. Dạ. Để làm gì hả? Này, nhà tao đầy mít ngoài vườn, mang về mà ăn. Mang về. Dạ, bẩm ông, xin phép ông cho con được có nhời thế này ạ. Lần đầu con mang biếu ông quả ổi là nó đã bằng quả ổi rồi ạ. Lần thứ hai con mang biếu ông quả bưởi là nó bằng quả bưởi ạ. Lần này con mang biếu ông quả mít, thực ra là nó đã to hơn quả mít rồi ạ. Mày giết thầy mày rồi, mẹ ơi! Đúng là bối do chát chấu vào mặt cả nhà. Mày bị điếc, mày bị thần kinh, mày bị dở hơi thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái loại chửa hoang thì... Vì à? Vì hả ông? Thầy, mày. Thầy. Rồi mày sẽ biết tất cả. Nhớ cái mặt ta. Thầy.
đây cơ mà. Thôi, đừng giả vờ điên nữa. Tôi có phải cậu ấm đào nhà Phú Thượng đâu mà cứ điên suốt đấy. Ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đây. Người ta đang giận đấy. Sao Huệ lại giận tôi? Này, phải công nhận là Huệ giỏi thật đấy. Giả điên như thật ấy. Anh Khua cũng giỏi lắm. Vì anh Khua mà thầy tôi mang tiếng rồi đấy. Mà với cả tôi với anh Khua đã có cái gì với nhau đâu mà lại nói to bằng cả mít. Thì tôi với Huệ cũng chỉ mới nắm tay thôi. Thế nhưng mà không nói như thế thì làm sao mà lão Phú Thượng bỏ cuộc để tôi có cơ hội. Tôi thương thầy lắm. Chẳng qua là vì làm ăn thua lỗ thầy mới phải làm thế thôi. Chứ thầy cũng chẳng muốn đâu. Huệ, tôi hiểu mà. Huệ hãy tin tôi. Sau này hai đứa mình chịu khó lao động để phụng dưỡng thầy nhé. Mình ăn mít đi. Thầy nào? Thầy. Ôi dồi. Huệ ơi. Thầy ạ. Con chào ông ạ. Thầy nghe hết chuyện rồi. Này Khua này. Dạ. Mấy cái lời mày nói vừa rồi liệu có thật và chân thành không? Dạ, con xin ông hãy tin con ạ. Con thương cô Huệ nhà mình thật lòng ạ. Thầy cũng biết tình cảm của hai đứa đối xử với nhau rồi. Này Khua này. Dạ. Thế con có biết cái người đầu tiên nắm tay cái Huệ là ai không? Dạ không ạ. Là thầy đấy. Và cái người đầu tiên chăm sóc, bảo vệ con Huệ là ai con? Dạ không ạ. Cũng chính là thầy đấy này. Và cái người đầu tiên nữa yêu thương chiều chuộng nó là ai con có biết không? Dạ con không thầy ạ. Vẫn là thầy con ạ. Còn cái người ấy mà cầm tay nó, yêu thương nó, chăm sóc nó, bảo vệ nó đi đến cuối cuộc đời lại là con đấy. Dạ. Thầy nói dại miệng. Chứ sau này ấy mà anh mà phụ bạc nó thì đừng nói với nó. Cứ nói với thầy đây này. Thầy sẽ đưa nó về. Thầy, con cảm ơn thầy đã dạy bảo con. Xin thầy hãy tin tưởng con. Con sẽ yêu thương, bảo vệ và nắm tay Huệ đi đến cuối cuộc đời. Thầy tin các con. Con cảm ơn thầy ạ. Mày đâu? Dạ, con đây ạ. Đây. Dạ, bẩm quan. Thế tại sao đêm hôm có ai đập cửa mà lại kêu quan muốn gặp quan thế? Dạ, là cô Thị Hến ạ. Cô ấy đập cửa, đòi gặp quan nhưng mà con cương quyết không cho vào ạ. Thị Hến? Vâng. Muốn gặp quan? Dạ. Là lúc đêm hôm như thế này. Bà đâu? Ông không nhớ ạ? Bà sang nhà ngoại, ăn dỗ. Chắc là đánh tổ tôm, đêm không về đâu ạ. Thế mà quản quyển mất thì... Mà đây, bà đi vắng rồi, tại sao không cho nó vào? Mà đây, từ từ, ông dặn nhé. Dạ. Cho Thị Hến vào, nhưng mà mày phải trông ở ngoài cửa. Bất cứ ai muốn hỏi, muốn gặp quan, là phải báo quan đã nhé. À, dạ vâng ạ. Hiểu chưa? Vâng ạ. Rồi à? Rồi rồi. Đâu. Xin để quan tìm cái nào. Xin rồi chưa nào. Không phải rơi cái đây, không phải ở đây mà là ui rồi ôi mất rồi. Ôi trời tôi Hến ơi. Hến mà ôm cổ như thế thì đến quan cũng mất đấy. Ôi tôi xuống đi để quan hỏi xem thế nào. Nào, thế mất những cái gì?
Mất cái gì thì thế quan không biết là hết mất cái gì à? Mất cái gì đấy? Mất tiền, lại mất tiền rồi. Ôi giời ơi, gớm. Thế để mình mất nhiều thứ rồi, còn tiền mà sao lại cứ để mất như thế? Người ta bảo rồi, đồng tiền phải đi liền khúc ruột. Lần trước đã mất rồi, giờ lần này lại để mất thì... Cái số của Hiến nó cứ khổ thế đấy, tiền nó không có rồi lại còn hay mất nữa. Thế hồi sáng thằng Mõ nó ra thế nào? À, chả là thế này. Cái thằng Ất ấy, nó nhặt được tiền rơi nhé. Nó đem đến nộp cho quan. Quan mới sai cái thằng Mõ rồi đi giao. Xem ai ở trong tổng này bị mất tiền thì đến mà nhận. Đấy, tiền của Hiến đấy. Ô, thế tiền của Hiến à? Thế Hiến bị rơi ở chỗ nào? Thế thằng Mõ nó giao ở đâu? Thằng Ất nó bảo nó nhặt được ở bến đò cơ. Đúng rồi, thì sáng nay Hến vừa mới đi qua bến đò xong. Hến đi đò làm gì? Đi đâu? Hến đi sang nhà cụ Lý. Sang cụ Lý à? Vâng. Sang cụ Lý thì làm gì mà chả mất. Sang nhà cụ Lý có công việc. Cụ gọi Hến sang có công việc. Mà này, quên này. Sang nhà cụ Lý không mất đâu, mà lại còn được mang về đấy. Cứ đây được mang về à? Thế thì nhất thế chứ còn gì. Thế nhưng mà tất cả là tại cái lão lái đò ấy. Lão ấy dở mặt. Lão lái đò thế nào? Thì lúc đi thì lão chở Hến sang thì vui vẻ bình thường. Hay lúc về thì lại tăng tiền gấp đôi. Cái thằng này láo nhỉ? Láo quá. Thế tại sao thế? Chứ em không biết. Thế chắc là mình đi sang nhà cụ Lý về có tiền hay sao ấy. Thế thôi, Hến có trả không? Không, thì ngu gì mà trả. Tiền làm ăn đã khó khăn rồi, làm gì có tiền đâu mà trả. Xong rồi thế nào? Thế nhưng mà Hến cũng sợ. Sợ ra đến giữa sông, lỡ đầu lão ấy đổi ý đẩy Hến xuống sông thì sao? Hay là Hến cố nhịn. Nhịn vừa mới qua được sông, đấm luôn vào mặt nó. Giỏi ấy. Chứ đấm vào giữa sông rồi chắc nó ném xuống. Hến không biết bơi gì. Thế thì cũng phải chết đuối. Người ta bảo là qua sông là phải lụy đò. Đằng này Hến qua sông rồi đấm thẳng vào mặt ông lái đò. Dày, thế là còn nhẹ đấy. Hến xử lý thế là được đấy. Vâng, thế nhưng mà quan tiền của Hến đâu, trả cho Hến đi. Tiền của Hến thì trước sau chả là của Hến. Từ từ để quan gọi thằng Ất sang đây nhé. Không thì quan lại mang tiếng được người lấy tiền của kẻ đánh mất nhé. Gọi thằng Ất sang đây làm gì? Nó nhặt được tiền mà lại. Bay đâu? Dạ. Giời. Quan cho gọi con ạ. Đi gọi thằng Ất, gọi nó sang đây, bảo với nó là đã có người nhận tiền nhá. Dạ vâng ạ. Chờ một chút. Quan không tin em gì. Quan chả tin Hến gì cả. Không tin Hến thì thôi, Hến đi về. Có gì à? Dạ. Hến cứ bình tĩnh. Dạ bẩm quan. Quan cho gọi con ạ. Ta cho gọi là ngươi đến vì ta đã tìm được người đánh mất tiền. Thế ạ? Tốt quá. Thế là ai đấy ạ? Đúng rồi, còn ai trong khoai đất này nữa? Cô Hến chứ của ai? Thế lại là cô Hến à? Dạ bẩm quan, cô Hến hay mất tiền quan nhỉ? Ở đâu ra mà nhiều tiền đánh rơi thế cô Hến? Làm cái gì có tiền thì kệ người ta. Quan trọng đấy là tiền của người ta là được rồi. Thôi được rồi. Để quan hỏi chị Hến. Dạ. Vậy thì cái túi tiền của chị Hến đánh mất ấy, nó là cái màu gì? Và trong túi của chị Hến ấy là có bao nhiêu tiền? Nói thật với quan là lúc đấy cụ Lý cho Hến cụ cho nhanh quá Hến chưa kịp đếm. Thế nên là cũng không biết bao nhiêu tiền. Vậy cái túi cũng không biết là màu gì à? Túi thì cái lúc đấy cụ đưa thì nó cũng hơi tối nên là Hến cũng chưa kịp nhìn luôn. Cụ Lý cho Hến tiền mà lại cho vào lúc buổi tối. Mà lại tối không nhìn thấy gì à? Nhìn thấy gì cả? Nghe cũng thấy nó sai nhỉ? Sao lại sai? Sai ở đâu ra mà sai hả quan? Hến đã nói đúng thì chỉ có đúng thôi. Đúng không quan? Chỉ có đúng. Dạ, bẩm quan ạ. Có anh xỉu hàng thịt lợn muốn xin được gặp quan ạ. Có chuyện gì mà đêm hôm nay lại lắm chuyện đấy nhỉ? Cho anh ta vào. Dạ vâng ạ. Thôi, thế
nếu như mà quan không tin Hến thì Hến đi về. Ôi dạ này, dừng lại đã. Dạ bẩm quan ạ. Ngươi đến gặp quan có việc gì? Dạ bẩm quan, chuyện là thế này ạ. Sáng nay con bán xong phản thịt lợn ở chợ, trên đường về con có làm rơi túi tiền. Chiều nay nghe thằng Mõ nó giao là có người nhặt được mang nộp lên cho quan. Nay con đến xin trình với quan là nếu như phải túi tiền của con thì xin quan cho con được nhận lại. Thôi được rồi, nhà ngươi đã nói như vậy thì ta xin hỏi nhà ngươi, thế nhà ngươi mất cái túi tiền đấy thì cái túi là màu gì và trong cái túi có bao nhiêu tiền? Dạ bẩm quan, sáng nay con có làm rơi túi tiền, cái túi đựng tiền màu xanh và trong túi tiền có 10 quan tiền. Đúng rồi thưa quan, túi tiền của Hến cũng thế, màu đen, 10 quan, đúng rồi. Lúc nãy quan hỏi gấp quá nên là Hến không nhớ, Hến sợ quá Hến không nhớ, bây giờ Hến nhớ ra rồi. Mà thôi tóm lại là không lôi thôi nữa, Hến đã đến đây từ trước rồi, thế nên là ai đến trước là tiền ngồi đấy, thế thôi. Thì Hến nói thế không được, dạ bẩm quan, không thể ai đến trước mà túi tiền lại là của người ấy ạ. Dạ thưa quan, vì con là người nhận được tiền nên con xin hiến với quan một kế mọn này có được không ạ? Được, ngươi nói đi. Dạ bẩm quan, tiền của tỷ Hến thì chắc chắn là thơm tho vì trông tỷ Hến bóng bẩy thế kia, đúng không ạ? Còn tiền của anh Xỉu bán lợn thì chắc chắn là sẽ dính mỡ lợn rồi. Thế thì quan cứ cho vào chậu nước, nếu mà không nổi mỡ lợn lên là tiền của tỷ Hến, mà còn mỡ lợn nó nổi lên thì chắc chắn là tiền của anh Xỉu bán lợn. Thưa quan thấy thế có được không ạ? Cái mưu này hay đấy. Mai đâu? Dạ. Đưa thau nước vào đây. Quan nhìn xem. Này, chị Hến nhìn đi. Khi nào mà chậu nước nổi đầy váng, toàn mỡ thôi. Thế chị Hến có bán thịt không? Các người hãy nghe ta xử đây. Tiền này đích thị là của anh Xỉu bán thịt lợn. Mày đâu? Dạ. Không phải tiền của mình mà nhận xăng nhận bậy. Mày đâu? Dạ. Nọc cổ thì Hến đánh 50 hào châu. Ôi, quan ơi, con xin quan. Ôi, con xin quan, quan ơi. Oan cho con quá, quan ơi. Quan ơi, oan cho con quá, quan ơi. Sướng thật. Chú Xỉu ạ, ly này xin kính chú một ly, vì nhờ có chú mà con tị Hến hôm nay bẽ mặt. Nào xin mời chú. Rượu ngon quá. Hôm nay nhà tôi làm con gà có miếng ngon nhất, xin được mời chú ăn trước. Đây, xin mời chú. Đấy. Dạ, em xin. Mà đúng là chú tài thật. Nhờ cái mưu của chú mà cả làng này, cả tổng này bỏ được cái cơn tức. Ai cũng biết là con thị Hến này nó chuyên nhận sằng nhận bậy, thế mà không ai biết làm thế nào để vạch mặt nó ra. Chú giỏi thật đấy. Dạ, cảm ơn bác. Em thấy chuyện nhỏ như thế này mà bác phải soạn một mâm cỗ linh đình quá. Thôi, em kính bác, cảm ơn bác. Có quan trọng gì đâu. Dạ. Tôi uất ức cả năm nay rồi. Chú không biết đấy, lần trước tôi nhận được 5 quan, nó đã nhận vơ rồi. Sau đó cả làng cả tổng xì xào, tôi mới biết 5 quan ấy không phải của nó mà là nó nhận xăng. Thế có tức không cả chú? Mà cũng hay thật đấy. Làm sao mà chú lại biết được là chắc
chắn là con thị hến nó sẽ đến nhận 10 quan tiền đánh rơi đấy. À mà giả sử quan mà không thanh liêm thì anh em mình không khéo mất 10 quan tiền. Thưa với bác thế này, về mụ hến ý, thì em biết từ lâu rồi. Em cũng biết là mụ ta chuyên nhận sằng, nhưng mà chưa có cớ để vạch mặt. Ra thế. Vâng. Mà cái quan trọng nữa ấy là em tin quan nhà mình. Quan nhà mình là thanh liêm chính trực. Chính vì vậy em mới bày cái kế mọn để anh em ta vạch mặt con mụ hến. Đúng rồi. Thôi, hôm nay ly rượu này xin cảm ơn chú. Đã. Nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng. Nào xin mời. Rồi. Em mời bác. Ông. Ừ. Cái gì? Ông nhìn cái quần này thấy thế nào? Cái gì thế này? Không? Này, tôi cứ thấy thế này mà gái thị thành họ mặc được ông ạ. Này, cứ tênh huênh toang hoang ở dưới thế nào ấy. Tôi lại bà. Bà cứ thay cái váy đụp vào cho tôi nhờ. Từ khi tôi lấy bà về đến giờ vẫn cứ cái váy đụp. Bây giờ lại a rua a tổng theo gái thị thành. Thế còn mặc quần của ông. Nhưng mà tôi thấy nó cũng lạ lạ ông ạ. Tôi thử xỏ vào xem nó thế nào. Tôi sang nhà bà Tèo khoe cho bà biết là này. Tôi mặc đồ thị thành cũng đẹp đấy. Này, nhà mình có đang nợ. Bà lấy tiền đâu mà mua quần hả? Thì nợ giả lần trước rồi còn gì nữa. Tiền đâu? Đừng nói với tôi là đi rút trộm của nhà nào nhá. Nói sạch sách cho thơm. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Tôi dù có chết tôi cũng không lấy của nhà người khác nhá. Được. Cái quần này là hôm ông có nhớ không? Con dâu nhà mình nó về nó ăn, nó để quên. Thế bây giờ nó ở trên phố, tôi mặc thử thì có làm sao? Thì con dâu nó ở trên thị thành nó mặc thì được. Bà mặc như thế nó cứ thôi. Trông như con dở ấy. Ông không thích xem thì thôi, để tôi đi sang nhà bà Tèo nhá. Ông bỏ cái kiểu đi, cứ thấy vợ có cái gì mới là dìm. Này, chỗ nào đông thì đừng có mà đi qua đấy, rồi người ta cười rồi. Rõ dơ. Ê, bà ăn đi à? Ôi giời ơi, mời bà ngồi xuống đây. Này, ăn quả khế nhé, quả khế nhà tôi, khế chín cây này, ngọt lắm bà ạ. Thôi, kệ tôi. Giời ơi, mời bà ngắm sang. Quả khế ngon ghê lắm. Bà ngồi đi, ngồi đi bà. Kệ tôi mà. Ôi, làm sao mà cứ phải đứng. Ôi giời, bà làm sao đấy? Muỗi mà. Ôi giời ơi, có mọi khi ở đây gió như thế này làm gì có muỗi đâu. Không để đây, thế mà chắc là cái vòi con muỗi nó cứng lắm. Thế mà nó xuyên được cái vải dày. Quần của tôi mới nó dày như thế này mà con muỗi nó xuyên được thì cũng giỏi nhỉ. Tôi biết rồi, tôi nhìn thấy rồi. Hôm nay bà thấy mặc áo nào? Mới đúng không? Rồi, đúng rồi, chính xác rồi, quần mới đúng không? Trời ơi, còn dâu mùa đây. Ôi trời ơi, con dâu mua cho á? Ừ. Trời ơi, sao mà lại sướng thế nhỉ, là con dâu mua cho nó cái quần đấy rồi. Ôi, tôi á, ăn ở có phúc cho nên là... Thật đấy bà, có phúc lắm đấy, con dâu mua cho mẹ dâu cái quần. Ôi, nó thảo lắm bà. Thế à? Nó bảo là bu phải mặc cái này, trông cho nó giống gái thị thành. À, thế à? Đấy, rồi là nó bảo tôi là hôm nào vợ chồng nó đón tôi lên trên phố, cho ăn mặc rồi nước non ở đấy tắm rửa làm sao da cứ mướt mượt mượt đi thì mới được về. Ôi giời ơi, quý hóa nó, quá. Nó cứ giữ tôi cứ miết miệt miệt ở đấy. Rồi ôi, bà sướng thật đấy, có cô con dâu. Ôi giời ơi, quần. Cả cái làng này làm gì có người nào có đứa con hiếu thảo. Đúng rồi, làm gì có đứa thứ hai. Mua quần cho bu. Cho tiền cho thầy. Hiếu thảo lắm. Tôi thách cả làng nhà này ấy, có đứa nào hơn con nhà tôi đấy. Chả có đâu. Lên chẳng ai có đâu một đứa con dâu như thế. Trông cái quần này thế nào? Ôi giời ơi. Hả?
sao đây? Tự nhiên tôi đau quặn hết cả ruột rồi. Thế à? Đau quá. Thế này cho tôi hỏi này. Thế cái bà làm ơn trông cho tôi quán một phút thôi, tôi ra ruộng ngô. Nhưng mà tôi hỏi này. Này, cái quần này mà nó như thế nào? Khổ quá, đi ruộng ngô đã rồi về trả lời, đang đau ruột đánh. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Chán thật đấy. Úi giời đau quá. Có mỗi một chuyện hỏi là khen cái quần này như thế nào mà không trả lời. Suốt ngày cứ ôi giời ơi. Chán thật đấy. Ôi giời ơi. Chú Mùi đấy à? Bác à? Bà Mão đâu mà bác thì ngồi đây. Ôi giời ơi. Từ lúc tôi mặc cái quần mới này đến giờ, bà Mão bà ấy bị đau bụng. Ra ruộng ngô đằng kia kìa, chưa thấy về. Đi câu. Nước ngập cá no, chả câu được con chó đâu bác ạ. Ui dồi ôi. Đi câu chó à? Này, không cẩn thận rồi cả dân làng họ kéo ra họ đập cho vỡ mặt đấy nhá. Không, ý em nói là không câu được con nào. Thế hả? Sao đây bác? Bác bị kiến cắn à? Kiến. Kiến thì bác giữ nó ra. Ui dồi. Từ lúc mặc cái quần mới này nó dày thế mà kiến nó cũng chui vào đây lạ nhỉ. Giúp hộ cái. Thì chỗ nào? Đây. Đây đây nhá. Đây này. Đấy. Ôi trời ơi. Bệnh thiên bệnh nhật nhá. 2 năm rõ 10. Hà gian phu sư phụ. Bác đừng hiểu nhá. Này, ông làm cái gì ở quán nhà tôi thế? Hả? Làm cái gì ở quán nhà tôi đây? Tôi mắt tôi chứng kiến rành rành. Chứng kiến cái gì? Bác đừng hiểu nhầm. Hiểu nhầm là thế nào? Bác ấy bị kiến đốt em bắt hộ con kiến thế mà. Kiến nó không lên mặt mày. Không, từ lúc con dâu nhà tôi mua tặng tôi cái quần mới. Đấy. Là kiến nó cứ đốt tôi thôi. Tôi nhờ bác này, tôi đã bảo bà cứ khách váy đụp như thế này cho tôi nhờ. Ôi trời ơi. Này nhá. Mày đừng tưởng tao già nhá. Dám đấy ông cũng cho mày một cái song phi. Ôi mày thôi khổ. Bác mà song phi tôi song phi lại đấy. Tôi không làm gì đâu đấy. Này mày thấy không? Thôi đây là cửa hàng nhà tôi nha, các ông đừng có làm loạn lên ở đây. Tôi chỉ bắt hộ con kiến. Dựng ghế lại cho tôi đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày. Thôi. Hả? Rách quần rồi. Ôi trời ơi. Thế là rách mất cái quần con dâu tặng rồi. Bà thấy chưa? Ban ngày ban mặt cái thằng này nó xé quần của vợ tôi ở đây. Cái nỗi nhục này tôi không thể chịu được. Mày nhá, mày nhá. Ôi bà ơi, thầy U. Ôi trời ơi, con về nhà chả thấy thầy U đâu, hóa ra ở đây à? Ừ đây con. Thế có chuyện gì đấy ạ? Này lần sau ấy cứ bảo vợ ấy, vợ cậu ấy có mua cho mẹ chồng cái quần cái áo gì thì phải mua cái loại nó bền một tí nhá. Mua cái loại vỡ loại vẩn chưa mặc cái đã rách rồi. Cái quần này là của... À đúng rồi, cái quần này là không phải của vợ cháu. Ừ đấy. Mà là của mẹ vợ cháu. Khổ quá, hôm vừa rồi vợ chồng con sang chơi. Vợ con nó lại cầm nhầm quần của mẹ vợ. Thế xong lại để quên ở nhà mình. Đấy, chứ hôm nay là mẹ vợ con bắt con chạy về đây để lấy quần cho bà đấy. Rách rồi. Ô thế à? Rách rồi. Ôi trời ơi. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Hoàn cảnh nhà mình có sao thì dùng vậy. Nồi méo thì úp vung méo thôi. Lại còn dĩ hào. Nhân chi sơ tính bản thiện, miệng không ăn thì lăn ra chết. Mẹ không ăn thì lăn ra chết. Gái không nết thì chết còn hơn. Nhân chi sơ tính bản thiện, miệng không ăn thì lăn ra chết. Bố Ất ơi. Dạ. Con có thấy cái bắp ông để cái dưới bếp này đâu không nhỉ? Có không biết. Ồ, thế nhà mình có trộm mà. Chi hồ. Tao vừa mới luộc mấy cái bắp mà tao vừa để dưới bếp xong đã là không tìm thấy rồi. Chi hồ giả dã, tốt gỗ hơn tốt nhất hơn. Cái mồm mày đang gặm cái gì đây? Hả? Ai cho mày ăn cái bắp ở dưới bếp của ông? Ừ. Con đang ăn ngô của con hả? Ngô nào là ngô của mày? Ông luộc ông để dưới bếp, ai cho mày xuống bếp mày ăn của ông? Ngô ông để dưới bếp? Ừ. Con có ăn ở dưới bếp đâu? Con đang ngồi đây con ăn mà. Cha mày khéo. Lý lẽ. Thế ngô ông để ở đâu?
thì tao luộc xong tao để ở bếp để đi ăn cỗ về ông còn ăn. Ô, con không lấy ở dưới bếp mà con thấy bắp ngô ai để ở cửa, con cầm từ cửa lên đây con ăn chứ có ăn ở trong bếp là ngô của ông đâu. Mà thôi hả ông ơi, con biết là hôm nay ông phải đi ăn cỗ đúng không? Thế thì ăn cỗ thì cần gì ăn ngô? Tao đi ăn cỗ tao uống rượu thôi. Thế còn cỗ thì bao nhiêu thì tao có hai lá chuối tao mang về. Thì bà mới có cái ăn mà mày còn có cái xương mà gặm con ạ. À. Con đang định dặn ông ấy, ông đi ăn cỗ nhớ cầm phần về cho con nhé. Mày làm cái gì thế này? Dạ con đang học bài. Học cái bài của ông dạy đấy. Cái này mày không học làm gì. Cái loại mày cứ khôn ra quá thì khó dạy bảo nhá. Đi tìm ngay trong cái gậy ở đây. Để ông đi ăn cỗ. Ông Mùi đúng không sang đây? Sao? Ông ấy mượn. Cho mượn. Thế của mày đấy mà mày cho mượn. Thế sao mày không cho mượn cái gậy của mày ấy, mà mày lại cho mượn gậy của ông? Con tuổi này thì làm gì có gậy. Chỉ có ông có thì con mới cho mượn chứ. Tại sao phải cho nó mượn? Nó họ hàng gì với tao mà tao phải cho nó mượn? Ô, ông ấy không họ hàng với ông. Nhưng mà ông ấy tính ra thì là có họ hàng với nhà con. À thế nào? Tức là mẹ ông Mùi. Đấy, là cháu dâu bên họ đằng xa nhà bên mẹ nhà con. Làm sao nữa? Rồi mẹ đằng con thì lại có cháu dâu bên họ nhà ngoại đó, là bên nhà ông Mùi. Ôi giời ơi, cái họ hàng nhà chúng mày lần 7 ngày không ra, hại não lắm. Đi ngay xem đấy đòi cái gậy về cho ông để ông đi ăn cỗ. Mày cho mượn là ông mất bữa cỗ rồi đấy. Ôi, ông đi ăn cỗ bằng mồm như đi ăn cỗ bằng gậy à? Thế tao hỏi mày nhá, đi qua nhà thằng Xíu hả? Với lại qua nhà thằng Mùi, hai cái đàn chó dữ như thế, ông không có cái gậy ông khua thế này thì liệu ông có qua được cửa nhà nó không? Để mới đi ăn cỗ được không? Ừ nhỉ. Sao lúc con cho mượn gậy, con lại không nghĩ đến cái gậy nó có thể đuổi được con chó nhỉ? Gậy làm ông mất bữa cỗ cái thằng này. Dậy. Ê, thôi. Bây giờ từ giày rẻ đi nhá. Ông báo kiếp truyền đời cho mày biết nhá. Cái gì ở cái nhà này phải hỏi qua ông. Ông đồng ý thằng này mới được làm, rõ chưa? Dạ, rõ. Không thì ông vụt cho thì không có cái roi nào ra ngoài. Dạ, vâng. Nhớ chưa? Dạ. Ông ạ. Dạ. Ông ạ. Hình như ông bảo mày đi cắt cỏ cá cơ mà. Dạ vâng. Thế tại sao mặt trời còn đứng con sào thế kia, mày đã về đây hả? Chắc mày lại về mò ăn, phải không? À, không. Ông ơi, con xin hỏi ông một câu này thôi ạ. Ừ, mày nói. Có phải hôm trước ông dặn con cái gì ấy nhỉ? Hôm trước? Dạ vâng. Cái hôm mày ăn cái bắp ngô của ông đúng không? Dạ vâng. Ông dặn mày là từ hôm đó trở đi, bất cứ ở nhà này có chuyện gì phải hỏi ông. Dạ vâng. Ông thì mới được làm, rõ chưa? Dạ vâng. Tức là bất cứ chuyện gì ở cái nhà này, con phải hỏi ông. Ông đồng ý thì con mới được làm, đúng không ạ? Đúng rồi. Ông ơi, thì bây giờ con muốn hỏi ông một chuyện có được không ạ? Chuyện gì cũng cứ thư thư đã. Mày cứ đi cắt cỏ cá đi. Ông đọc xong sách Thánh Hiền hỏi lúc nào chả được. Dạ vâng ạ. Thế mày cắt được cả gánh cỏ chưa? Dạ thưa ông, con cắt được nửa gánh rồi ạ. Thế thì cho mày hỏi một câu ra, cắt hết gánh cỏ rồi mang về cho ông. Hỏi gì thì hỏi đi. Dạ vâng. Con khát nước quá. Ông đợi con uống nốt bát nước đã. Ông ơi. Lúc sáng ông bảo con đi cắt cỏ. Thì con cắt được một nửa rổ cỏ rồi. Cái đấy tao biết rồi. Cứ nói đi nói lại mãi, hỏi về việc chính thì ra cắt cỏ. Dạ vâng. Thì lúc con đang cắt thì con thấy cậu nhà mình chạy theo cái bọn thả diều ấy ra bờ đê chơi. Con lại tiếp tục cắt. Một lúc sau con ngẩng lên, con không thấy cậu nhà mình đâu cả. Thế rồi sao nữa? Thế rồi con lại cứ nghĩ là cậu mãi đuổi theo con diều, nhưng mà nhìn quanh cũng chả thấy cậu đâu. Thế rồi sao nữa, nói nhanh đi. Thế con chạy lên trên đỉnh đê. Con nhìn xuống. Thì con thấy cậu nhà mình bị ngã trong sông. Hả? Ngã chưa? Ngã rồi. Nước chảy xiết lắm. Ok. Thế rồi sao nữa?
Thế con mới chạy về đây à. Hỏi ý kiến của ông à. Xem là con nên cứu cậu hay không. Ôi, tao dậy mày đến đây chạy ra cứu cậu ngay. Cứu luôn à? Tại sao mày lại phải chạy về đây? Ờ, thì ông bảo là phải hỏi ông đồng ý thì con mới làm chứ. Ôi trời ơi, cứu cậu ngay, cứu.